Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô linh sam ha, song hình nha cô chú anh chị. Hàng đẹp cũng có nha, từ đẹp cho tới xấu luôn. Hàng mini, hàng chung gì cũng có hết trơn ha. Lùng lực cũng có luôn, đầy đủ hết trơn nha cô chú anh chị. Hoành ba cỡ 30 cũng có luôn nữa. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ ha. Rồi mình vô cây đầu tiên luôn. Cây đầu tiên có mã số là H1. Mã số là H nha cô chú anh chị, H1 ha. Dán trực bay nha, trực quyền á. Đó. Quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây rất là già cây nha, song hình nha. Quá trời nó to chà bá luôn. Rồi thông số luôn. Cây này đo chắc hơi khó nha. Cây nào không biết đo hoành sao. Giờ đo hảo cái thằng bốn mươi lăm ha, đo cái bệ gì gì nè nghe cô chú anh chị. Đó rồi đo cái cốt giữa thôi. Hoành thân này 19, hoành cốt đó là 19 nha. Chiều cao là 33, cao 33, kính bầu 19 nha. Đó, cốt cành là đều nha cô chú anh chị, cốt cành rất đẹp nha. H1, cây này 800 ngàn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số H2 nha. Một cây lùng lực nha cô chú anh chị. Chi cành quá đẹp luôn ha. Đâm chồi lai gai rồi, không có đâm chồi ha. Cây này bệ nở nha. Thì mấy cây này nè cô chú anh chị, có đế nha. Tại vì em bầu này là bầu sơ dừa á, thành ra lắp đế trơn rồi. Bầu sư dừa nha cô chú anh chị. Nó có đâm chồi lại nè. Rồi thông số luôn. Cái gọng lắc cây này quá đẹp luôn. Hoành thân này là 27, hoành thân 27, chiều cao là 35, cao 35, kính bầu 20, kính bầu 20. Cái mã số H2 em xin giao lưu là 750 ngàn. H2 ha, 750 luôn, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi ha. Rồi tiếp theo, mã số là H3 nha cô chú anh chị. Rồi, H3 em xin giao lưu là 800 ngàn. Cây H3 ha, cây này 800 ngàn, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi ha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số là H4 nha. Cây này nhìn quá trời nó lực luôn rồi cô chú anh chị ơi. Cái cũ quá trời cũ luôn ha. Đa số là nó có đế nha cô chú anh chị. Có đế nhưng mà tại em lắp á, cỡ 12 giờ á, 12 tới 24 giờ chi cành cây này quá đẹp. Rồi thông số luôn. Hoành ở đây 28, 28 hoành. Chiều cao 30, cao 30, kính bầu 18, kính bầu 18 ha. Rồi cây này có mã số H4, em xin giao lưu là 800 ngàn. H4, cây này 800 ngàn, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Linh sam song hình nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số H5 ha. Cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cây này khá chuẩn cây bonsai ha. Đó, cô chú anh chị mình xem những cái gọng lắc, những cái chi ngay co không ha. Mà chi này đa số là chi bước 1 hết rồi. Nguyên lô này là lô bước 1 hết rồi ha. Cốt cành bước 1 là về cô chú anh chị mình dựng lên bước 2 là mình có tàn, mình chơi ấm rồi ha. Đó, nuôi cái cốt bước 1 đó rất là lâu nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Mấy cây này là dạng mấy cây là mình chơi bonsai, chơi cây kiển luôn rồi. 28 hoành. Chiều cao 33. Cao 33. Kính bầu 18. Kính bầu 18 ha. Này là dạng tới cây chơi hết trơn nha cô chú anh chị. Cây này có mã số H5, em xin giao lưu là 800 ngàn. H5 ha, 800 ngàn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số là H6 ha. Cốt cành đóng đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cốt cành là ngay co không ha. Chuẩn cốt luôn. Cây này cô chú anh chị về mình dựng phong chuẩn lắm á. Rồi thông số luôn. Đế nè. Quảnh đây là 21 à. 21 quảnh. Cao 28, cao 28, kính bầu 20, kính bầu 20. Rồi cây này có mã số H6, xin giao lưu là 750 ngàn. H6 ha, 750 ngàn cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo.
Rồi tiếp theo cây mã số H7 ha. Ở cây này cái gọng lắc khá đẹp ha. Cô chú anh chị mình xem ha. Cây nó cũng cắt giật hết mấy đợt nè. Còn cái thẹo nè. Đế đều nha cô chú anh chị nè. Đế là đa số đế như vậy nè. Ha. Đế đều hết trơn. Tại vì lắp chấu á. Rồi thông số luôn. Hoành 21 hoành. Chiều cao 28. Cao 28. Kính bầu 22. Kính bầu 22. Cái này có mã số H7, em xin giao lưu là 700 ngàn. H7 700 ngàn luôn cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số là H8 nha. Cô chú anh chị mình xem cái gọng lắc cực kỳ đẹp nha. Linh Sam Song Hinh nha cô chú anh chị. Đó. Dòng này rất là khỏe mạnh, rất là dễ trồng. Rồi thông số luôn. Bệ cây này cũng khá là to. Hoành ở đây là 26. 26 hoành. Chiều cao 28. Cao 28. Kính bầu 18. Kính bầu 18. Cây này có mã số H8, anh xin giao lưu là 700 ngàn. H8 nha. Cây này 700 ngàn của chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là cây H9 nha cô chú anh chị. Cây rất là quái ha. Sông Long luôn ha. Sông Long nè. Cái này là em chừa cho cô chú anh chị mình về mình làm nè ha. Đây đế nè. Đế đây đế sống nha cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình nuôi ha. Em không có bầu sư dừa. Sông Long nha. Trực quyền. Rồi thông số luôn. Năm đó đây là 26. 26 hoành. Thân 14 nha cô chú anh chị. Chiều cao 26. Cao 26. Kính bầu 20. Kính bầu 20 ha. Cái này là H9, em xin giao lưu là 800 ngàn. H9 nha cô chú anh chị. 800 ngàn bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo cây mã số là H10. Cũng một cặp sườn trâu ha. Này mình chơi sông Long chanh trâu được nha cô chú anh chị. Cốt cành nè. Quái nha. Hàng mấy cái hàng giống gì cũng hơi khó tìm nha cô chú anh chị. Đế là đa số là đế đẹp không á cô chú anh chị ơi nè. Đế đẹp nha, tại vì mà sư dừa nó che trơn chứ đế rất là đẹp, đế đều lắm luôn á. Đế đều, đế đẹp luôn. Cây này đế 24 giờ luôn nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Cốt cành đóng chuẩn cây, bước 1 hết rồi. 28 hoành. Thân 15 ha. Thân ở đây 14 rưỡi. Bên đó là 14 rưỡi nha cô chú anh chị. Chiều cao đây 32. Cao 32. Chiều cao đây 43. Bên 32 44 bên 43. Ở đây là 31. Cách ra là 31 nha. Kính bầu 20. Kính bầu 20. H10, cây này 900 ngàn cô chú anh chị ơi, Sông Long ha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây H12. H11 ha, cũng một cây này là kêu tam tài luôn rồi cô chú anh chị ơi. Nó không còn sông nữa mà là nó tam luôn ha. Nhánh bên kia là nó chẻ ra là hai luôn ha. Nó tương đương nhau hết rồi. Rồi thông số luôn. Ba mươi bảy đâu nguyên bệ vậy nghe cô chú anh chị. Đo lại một cốt nè. Cốt đó 17 ha. Cốt rất là to. Chiều cao 22. Cao 22. Kính bầu 20. Kính bầu 20. Cái mã số H11 em xin giao lưu là 750 ngàn. H11 nha. Cây này 750 cô chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây mã số H12 ha. Cũng một cặp sông Long luôn nha cô chú anh chị. Quái nha, cốt cành nè. Rồi thông số luôn. Bên đây là 28 hoành. Hoành thân là 16. Hoành thân là 16 ha.
Đó, thân bên đây 13. Dài 28. Dài 28. Cái tàn ngang nó 25 nha. Kính bầu 19. Kính bầu 19 nha. Cây này có mã số là H12, em xin giao lưu là 750.000. H12, cây này 750 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây H13 nha. Tam tài luôn nha cô chú anh chị. Cây này dáng nó quái lắm. Không biết nấu làm sao luôn. Rồi thông số. Đó, tổng hoành nguyên cái bệ luôn ha. Là 49. 49 nha cô chú anh chị. Hoành thân cây này là 13. Hoành thân cây đó là 13 nha. Chiều cao 29. Cao 29. Kính bầu 20. Kính bầu 20 nha. H13 em xin giao lưu là 700.000. H13. Cây này 700.000 ha, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo H14 nha. Cô chú anh chị về mình mua mấy cây này về là mình được cốt cành bước một hết trơn rồi cô chú anh chị ơi, cốt bự không à, về cô chú anh chị mình làm tàn dễ ha, mình nuôi bước 2 bước 3 nữa là xong cây thành phẩm rồi. À, rồi tiếp theo đa số chuẩn cây không à cô chú anh chị. Hoành này là 24. 24 hoành. Chiều cao 30. Cao 30. Kính bầu 21. Kính bầu 21. H14 ha, cây này 600.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi ha. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây H15. Đó, cô chú anh chị mình xem ha. Cốt cành đóng cực kỳ chuẩn luôn. Đó, mà cốt cành lớn không nha. Hàng này kiếm giờ hơi khó nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. 25 hoành. Cao 29. Kính bầu 22. H15 600.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo ha, cây mã số H16. À, cái gọng lắc cô chú anh chị mình xem ha, rất là đẹp. Cũng dốt cây lắm ha. Rồi thông số luôn. 14 hoành. Cao 31. Cao 31. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Cây mã số H16 xin giao lưu là 550.000. Cây H16 ha, 550 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. À, rồi tiếp theo. Tiếp theo là cây mã số H17 ha. Đó, cái gọng lắc quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cái tâm nó, cái đọt ngay tâm luôn nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn. Cốt cành quá đẹp luôn ha. Quán này là 17. 17 hoành. Chiều cao 30. Cao 30. Kính bầu 20. Kính bầu 20. H17 xin giao lưu là 600.000. H17 ha, 600.000 bao ship toàn quốc luôn. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây H18, một cây dáng đổ nha cô chú anh chị. À, rất là lực cây. Rồi thông số luôn. Cốt cành khá dày ha. Còn ở đây là 21. 21 hoành. Dài cành đổ là 29. Dài 29. Kính bầu 17. Kính bầu 17. Mã số H18 xin giao lưu là 500.000. H18 cây này 500.000 cô chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc luôn. À, rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo cây H19 ha, cũng là cây cuối cùng của clip luôn nha cô chú anh chị. À, cây gọng quái nha. Rồi thông số luôn. Hoành là 16. 16 hoành. Chiều dài là 28. Dài 28. Kính bầu 18. Kính bầu 18 ha. Cái mã số H19 em xin giao lưu là 600.000. H19 600.000 ha, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị chơi luôn ha. À, rồi chào khán giả các luôn em ơi. Cảm ơn mọi người đã xem, mong được sự ủng hộ của mọi người qua số điện thoại 0829160355.